Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số từ chỉ về trạng thái cơ thể trong tiếng Nùng phản xình. Từ đầu tiên đó là từ đói. Từ đói trong tiếng Nùng đọc là dạ hoặc là tông dạ. 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 Từ thứ hai là từ khát. Từ khát trong tiếng Nùng đọc là hô khẩn. Hô khẩn. Hô khẩn. Từ thứ ba là từ no. Từ no trong tiếng Nùng đọc là im. 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 Thứ tư là từ đau. Từ đau trong tiếng Nùng đọc là chép. 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 Từ thứ năm là từ nhức đầu. Nhức đầu trong tiếng Nùng đọc là thủ mau. Thủ mau. Thủ mau. Các bạn đã học được chưa? Hãy theo dõi kênh để đón xem các video khác nhé. Chào các bạn.